Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy muốn giới thiệu với các bạn ha. Cái máy này nó đến từ thương hiệu của Mitsubishi và nó có cái tên riêng là TL26 ha. Cây này thì quá quen thuộc, không cần gì phải giới thiệu nhiều ha. Mà ở đây nó sở hữu cái chụp giật siêu bền nè. Nó không có xả áp nha, không có trợ lực ha. Và nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ hai kim. Có đóng made in Japan trong lốc. Nắp thì nó có lỗ thông hơi ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng ha, cộng với nhớt. Tỷ lệ mình khuyến cáo các bạn nên dùng á là đối với dòng Mitsubishi nó rất là tiết kiệm xăng ha, do đó mình phải tăng nhớt lên nha. Tối thiểu phải 60 cc nhớt trên 1 lít xăng nha các bạn. Dòng Mitsubishi nó ít ăn xăng lắm, ít ăn xăng thì nó sẽ thiếu nhớt á. Mình phải tăng nhớt lên thì cái máy mình mới bền được ha. Đấy, mét hình ra bằng đóng trong lốc luôn ha. Máy còn rất là đẹp ha. Đây, công tắc nó được gắn trên áo gió ha. Tùm rời ha. Tay nắm này, móc đeo ra ha, móc dây này. Cầm nó đây, tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải có tay ga ha. Còn lắp 24 ha. Rất là đẹp. Chân cỏ nó đây. Cùi nó đây. Cùi nó có chống dính cỏ ha. Rất là đẹp luôn. Ở đây mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e ha, giật giật lên nó sặc một tiếng là mình kéo e xuống mình giật tiếp thì nó sẽ nổ luôn ha. Còn trường hợp mà nó đã nổ rồi thì mình kéo giật là nó nổ thôi, không cần phải bơm xăng đóng e thêm gì nữa hết ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem. Trên áo gió đây ha, nó công tắc này on off nha, mình phải bật lên on nè, bật lên on cái nhiệt mới nổ nha. Tắt nha. Tắt ha. Đây là mình nổ lớn nha các bạn xem ha. Rất là bốc nha. Nó đề ba cái rất là dữ các bạn ha. Rồi cái video mình giới thiệu cây Mitsubishi TL26 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Mình chào và hẹn lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mình chào nha.